Thế từ lúc mà con mua máy bay đến giờ con có may thường xuyên không? Dạ có, cái này không may chứ mấy. Thế rồi con gửi tiền cho VinHF để trả lại vốn hàng tháng không? Thế con có nói gì với hội VinHF như nói cảm ơn hay gì không? Con cũng cảm ơn nhờ nhóm nhiều khi anh con có vốn cái nhóm nhiều khi anh con ai chứ Con có ước ước mong gì? Ước muốn hay gì? Ước mơ của con là cái gì? con không biết nữa. Ước mơ trở thành bà chủ tiệm may thật lớn không? Có không? Dạ có. Thôi cố gắng nha. Dạ. Rồi.